Một lần nữa, xin hội thánh chúng ta sẽ dâng cho Chúa một tràng pháo tay vì Chúa ngài được đáng để chúng ta ngợi khen và thờ phượng trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe lời của Chúa qua mục sư Matthew và người thông dịch đó sẽ là thầy Duy. Xin Chúa ngài cũng khích lệ thầy Duy và mục sư Matthew. Dạ, chúng ta sẽ đến trong lời của Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Xin kính mời mục sư và người thông dịch ạ. And now, Pastor Matthew, we welcome you for sharing the Word of God for tonight. Praise the Lord. So, vâng, cảm ơn Chúa. Okay, your brother Doi, do I mention the name correct? As my translator? Yes, I'm translator for you tonight. All right. Right, good evening, everybody. Vâng, chào buổi tối tất cả anh chị em. Okay, before I start, I just want to pray for you. Vâng, trước khi bắt đầu thì tôi cũng muốn cầu nguyện. Lord Jesus, we invite you to come into our meeting place tonight. Vâng, Chúa, chúng con mời gọi Chúa đến với buổi học Kinh Thánh của chúng con buổi tối ngày hôm nay. Pray your Holy Spirit will open up our hearts, Lord. Lord, to be able, Lord, to listen to your word and be able, Lord, to practice your word, Lord, through our life. Và xin Chúa Thánh Linh, chúng con mời gọi Đức Thánh Linh ngài đến cùng với chúng con, ngài mở lòng của chúng con để chúng con lắng nghe lời của ngài, và xin Chúa ngài thôi thúc tấm lòng của chúng con để chúng con không chỉ nghe mà làm theo lời của ngài. May your word tonight, Lord, the word of life that will lead us, Lord, to spiritual growth in our life. Và để cho lời của Chúa dẫn dắt chúng con đến đường sự sống của Ngài. Lead us to a greater understanding of your truth tonight. Và xin Chúa để chúng con mở mắt chúng con để chúng con hiểu biết lẽ thật trong buổi tối ngày hôm nay. In Jesus name I ask and pray. Và trong danh của Chúa Jesus Christ chúng con cầu nguyện. Amen. Amen. Okay, glad to see all of you tonight. Amen. I can see all the happy. Vâng, tôi rất là vui mừng khi gặp đang gặp khuôn mặt của anh chị em vừa tối ngày hôm nay. Tôi thấy là ai cũng vui vẻ, ai cũng hạnh phúc cả, ai cũng cười rất là tươi. Tonight my topic is dead to sin and alive to God. Vâng, và chủ đề mà tôi muốn chia sẻ buổi tối ngày hôm nay đó là chết cho tội lỗi và sống cho Chúa. What does it mean to you? Dead to sin but alive to God. Vâng, và vậy chủ đề hôm nay là chết cho tội lỗi và sống cho Chúa. Right, and here in this text in Romans chapter 6. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem một phân đoạn Kinh Thánh trong sách Roma đoạn số 6. Okay, Paul uses baptism as a practical example of our union with Christ. Vâng, và Paulo đã sử dụng một hình ảnh ví dụ và để minh họa cho chúng thấy là sự it speaks of his death, burial and resurrection. Đó là ví dụ về phép báp têm, là chúng ta đồng chôn, đồng chết và đồng sống lại với lại Đấng Christ. Right, as we identify ourselves with Christ, we accept Christ as our savior. And therefore we need to die to our old self. Và khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình thì chúng ta cần phải chết đi tội lỗi của chúng ta. Okay, let us read Romans chapter 6. Và chúng ta sẽ cùng nhau đọc ở trong phân đoạn Kinh Thánh trong Roma đoạn số 6. What verse, Pastor? Okay, can you read from verse 1 to verse 8? Và chúng ta sẽ cùng nhau xem ở trong câu số 1 đến câu số 8. Tôi xin phép được đọc: sống trong tội lỗi để được ăn điển dư dật sao? Không hề như vậy. Chúng ta đã chết đối với tội lỗi thì làm sao cứ tiếp tục sống trong tội lỗi được? Anh em không biết rằng tất cả chúng ta đều được chịu báp têm trong Đấng Christ Jesus, tức là chịu báp têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy bởi báp têm chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thế nào thì chúng ta cũng được sống
trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất với Ngài trong sự chết, giống như sự chết của Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ cũng được hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại, giống như sự sống lại của Ngài. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Nhưng nếu chúng ta đã chết cùng Đấng Christ thì chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống lại với Ngài. Amen. Amen. All right. And so in verse 5, right, it talk about being united with Christ. Là chúng ta được kêu gọi là chúng ta được hiệp nhất với Ngài, được hiệp nhất với Đấng Christ. So one question I'd like to ask you is, what's the difference between identify with Christ, death, burial, and resurrection, and being united with Him in His death? What's the difference being identified and being united with Christ? Và tôi muốn đặt một câu hỏi đối với dành cho anh chị em buổi tối ngày hôm nay, là đó là có sự khác biệt nào để chúng giữa là nhận biết là chúng ta đã chịu chết, đã chịu chôn với Chúa và đồng sống lại với Chúa, và chúng ta được hiệp nhất với Đấng Christ, được hiệp nhất với Chúa Giêsu không? Có sự nào sự khác biệt giữa hai điều đó không? Right, we heard many many times that we need to identify with Christ, death, burial, and His resurrection, but today we also need to know we need to be united with Him. Mà có rất là nhiều lần chúng ta được nhắc là chúng ta hãy biết rằng chúng ta đã đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa mà ngày kêu gọi chúng ta là chúng ta hãy hiệp nhất với Ngài, có sự hiệp nhất với lại Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Okay, to identify means you can recognize, you know what is it, right? You know how it works, right? But it is possible to identify someone. Nhận biết có nghĩa là okay, và nhận biết có nghĩa là chúng ta biết điều đó là gì và chúng ta biết được định nghĩa điều đó và nó trông như thế nào. Right, so it's possible to identify with Christ's works without being united with Him. Vậy có nghĩa là chúng ta nhận biết về tôi không có nghĩa là chúng ta. Can you hear me? Okay, can you hear you, Brother Doi? Some communication problem. I cannot hear you. Okay, all right, so I give you an example about identification. All right, just like some of you who love to watch football, you're the fan of your football team. Hello. Hello, can you hear me? Can you hear me? His internet is available. Yeah, waiting him. Okay, waiting for Brother Doi. Brother, yes. I'm sorry, waiting him. Okay. Pastor, can you hear me? Okay, I can hear you. Good. Okay. Okay, I try to make a difference between identify and being united with Christ. Vâng, và tôi đã cho anh chị em cái và sự hiệp nhất với lại Chúa Giêsu. Okay, just like I'm sure most of you like your nation football team. The Vietnamese football team is great, right? Và chúng ta thấy rằng là đội tuyển Việt, một ví dụ khác là
đội tuyển Việt Nam của chúng ta, đội tuyển đá bóng của Việt Nam chúng ta đá rất là hay đúng không ạ? Okay, many of you are the fan of your national team, right? Đúng, và ở đây thường nghĩ là cũng có nhiều rất nhiều người hâm mộ đội tuyển Việt Nam. Right, but you only know the names of the players. You know, you maybe you buy the national jersey, no, to put on yourself, but you only know them outside, right? Nhưng mà chúng ta chỉ là những người hâm mộ, chúng ta có thể biết đội tuyển Việt Nam có rất nhiều cầu thủ đá hay, như giống như là you identify with your team. Thậm chí là chúng ta sẽ mua những sticker của họ. Okay. Đó là một ví dụ chúng ta biết là chúng ta nhận biết về đội tuyển đó, chúng ta nhận biết về những cầu thủ trong đội tuyển đó. Okay, you identify with the team doesn't mean that you are united with the team because you do not play, you do not live with the players. All right? So there's a difference there. Nhưng mà cái việc chúng ta biết tên của các cầu thủ ở trong đội bóng không đồng nghĩa việc là chúng ta được hiệp nhất với đội bóng, bởi vì chúng ta không chơi bóng ở trong đội đó, cũng như là chúng ta không có sống hay là sinh hoạt cùng với đội bóng đấy. Right? And so to be united with the team means to be a part of the team. Vâng, và cái sự hiệp nhất đối với là một đội bóng đó hay là sự hiệp nhất với lại Đấng Christ có nghĩa là chúng ta là một phần của đội bóng đó và chúng ta là một phần của Đấng Christ. But today, Jesus Christ, right, is asking you to be united with Him. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu ngài đang kêu gọi anh chị em hãy hiệp nhất với ngài, hãy kế hiệp với ngài. We are united unto the likeness of His death, and certainly we shall also be in the likeness of His resurrection. Và chúng ta được hiệp nhất với ngài khi chúng ta đồng chết cho những tội lỗi của chúng ta và chúng ta đầu phục đời sống của mình cho ngài. Praise the Lord. And today, rằng cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa. We are not just identified with Christ, but we are in union, we are in united with Christ Jesus in His death, His burial, and His resurrection. Mà cảm ơn Chúa là chúng ta không chỉ là nhận biết về Chúa Giêsu nhưng mà chúng ta được hiệp nhất, chúng ta được kế hiệp với Chúa Giêsu ở trong sự chết, ở trong sự đồng chôn của ngài và ở trong sự sống lại của ngài. And that's why as we are baptized into His death, we put our sins into burial as well. Và đó là ý nghĩa phép báp têm, đó nghĩa là khi chúng ta làm phép báp têm thì điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta chôn những cái tội lỗi của chúng ta vào sự chết. Right, so before we accepted Jesus Christ, we follow the ways of the world. Và trước khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta sống theo cách của đời này. Right, the Bible says our nature follow the cravings of the desires of the flesh, of the world. Và Kinh Thánh nói rằng là khi chúng ta đi theo những đời này có nghĩa là chúng ta chiều theo những ham muốn của xác thịt và chúng ta thỏa mãn những dục vọng xác thịt của chúng ta. Hallelujah. What are the Hallelujah. Our old nature. The Bible says in Ephesians chapter 2 reading from verse 1. Okay, what are the ways of our old man? Ephesians đoạn 2. Con sống trước đây cái sống của con người cũ của chúng ta. Okay, verse 1 to 4. Ephesians đoạn 1 á, đoạn 2, câu số 1 đến câu số 4. Tôi xin phép được đọc ạ. Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. Tất cả chúng ta đều ở trong số này đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi những các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả. Nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài đã khiến chúng ta cùng sống lại với Đấng Christ,
ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Praise the Lord. Amen. Amen. Vâng, cảm ơn Chúa. And so we were made alive. We were dead in our trespasses. Chúng ta đã được sống. Chúng ta được sống ở trong sự công chính của Ngài và chúng ta được chết về những tội lỗi của chúng ta. All right, and the Bible mentions very clearly what are our sins before we were baptized into Christ. We were walk according to the ways of the world. Mà Kinh Thánh nói rất rõ ràng đó là khi chúng ta trước khi chúng ta chịu báp têm, trước khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta đã đi theo chiều theo những dục vọng của đời này. And we walk according to the prince of power. That means the evil ways. According to Satan's ways. Và chúng ta đi theo chúng ta đi theo những dục vọng của đời này, điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta đi theo ý muốn của Satan, ý muốn của ma quỷ, chiều theo những dục vọng xấu xa của ma quỷ. And he also mentioned we walk in the lust of our flesh, the desires, the evil desires. Và chúng ta đi theo và chúng ta đã sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. And in verse 3 it says we were by nature children of wrath. Và trong câu 3 phần B nó nói rằng là chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. And because of God's love, his mercies, right, that we are being saved today. Nhưng mà bởi tình yêu thương của Chúa và bởi sự ân điển của Ngài, lòng thương xót của Ngài mà chúng ta được cứu. And so as we baptize into his death, Christ's death, we put away all our sins and trespasses. Và nhưng mà khi chúng ta được báp têm ở trong báp têm bằng nước thì tất cả những tội lỗi của đời sống trước đây của chúng ta đã được cắt đi, đã được xóa bỏ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And this passage also mentioned about once we were baptized into Christ, sin will have no more control over our lives, will have no more dominion. Vâng, và Kinh Thánh cũng nói rõ cho chúng ta là khi chúng ta được báp têm vào Đức Thánh Linh, xin lỗi mọi người, chúng ta được báp têm vào trong Chúa Giêsu thì thế gian này không có quyền nào trên cai trị trên đời sống của chúng ta nữa. But here Paul asked the question in Romans chapter 6 verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Vâng, và Phaolô cũng nói rằng là đặt câu hỏi cho chúng ta trong Roma đoạn 6 câu 1 là vậy, chúng ta phải nói làm sao? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để được ăn điển dư dật sao? Shall we? Paul said certainly not. Why should we continue in sin? Vâng, mà Phaolô nói tiếp rằng là không hề như vậy, nhưng mà chúng ta đã chết với tội lỗi rồi. How could we, you know, being baptized into Christ's death and continue to live in sin? Certainly not. Vâng, và không thể nào chúng ta đã vừa báp têm vào trong sự chết với Đức Chúa Giêsu mà chúng ta cũng vừa sống theo bản chất của tội lỗi được. Okay, Paul was very concerned because the believers did not have a proper understanding about the work and function of God's grace. Vâng, và Paul nói rằng là nhiều người đã lợi dụng ân điển của Chúa. There's some belief, a pagan view that encourage sin rather than condemn sin. Vâng, và có nhiều người được lợi dụng ân điển của Chúa và họ cứ tiếp tục sống ở trong tội lỗi. Because they saw God's grace as allowing one to receive grace and continue with the liberty to sin. Vì họ thấy được tình ân điển lớn lao của Chúa dành cho cuộc đời của họ. What they mean is that, oh, I can sin more so that I can receive more forgiveness from God. It's okay. Và nhiều người nghĩ rằng là tôi có phạm tội, bây giờ tôi có sống tiếp tục tôi phạm tội và nếu mà tôi càng phạm tội thì ân điển của Chúa trên đời sống người tôi thì càng lớn. And so their view is that, you know, it's a proper, right? It's all right to sin in order to obtain greater grace from God. Họ nghĩ rằng là họ sẽ nhận ân điển của Chúa sẽ cứ dư dật trên đời sống của họ nếu
họ cứ tiếp tục sống trong một đời sống tội lỗi như vậy. But let me tell this, as Paul was concerned, let me tell this, the meaning of this context is that when you receive Christ at the point of salvation itself, you are separated from sin. Nhưng mà tôi nói với anh em điều này, cho trong phân đoạn kinh thánh này, Phaolô, ý của Phaolô muốn nói rằng là khi mà anh em được hiệp nhất với lại And so salvation included the separation from sins in your life, as well as your past sin. Thì điều đó anh em phải có nghĩa là chết đi những tội lỗi trong đời sống của mình. Hallelujah. And here, Hallelujah. Paul points out that the grace of God does not encourage sin. The grace of God does not stimulate sin in your life. Ông và Phaolô nói rằng là ân điển của Chúa không có khích lệ chúng ta phạm tội, mà ân điển của Chúa cũng không có cổ suý cho việc chúng ta, nếu chúng ta phạm tội thì chúng ta sẽ nhận được ân điển của Ngài. Amen. And so Paul trying to say that God's grace will liberate you from sin, will set you free from sin. Nhưng mà ý của Phaolô muốn là, ý nhưng mà Phaolô nói rằng là ân điển của Chúa sẽ giúp chúng ta giúp chúng ta. Okay, the grace of God will enable you to overcome every sin. Vâng, và ân điển của Chúa sẽ khiến cho anh chị em, sẽ giúp đỡ cho anh chị em thắng đời sống tội lỗi của mình. And so the question is, how then can you think of going on in sin when you have received Christ as your Lord? Vâng, và Kinh Thánh cũng nói rằng là làm sao chúng ta có thể sống tội lỗi và chúng ta cũng đồng chết với lại được hiệp nhất với Đấng Christ Jesus. Hallelujah. No, as you are baptized into Christ, you were baptized into his death. Hallelujah. Và khi anh chị em được báp têm trong Chúa Jesus, có nghĩa là anh em đã được báp têm ở trong sự chết với Ngài. Okay, do you know that even the Satan can identify with God? Và anh em có biết rằng Satan nó cũng biết Chúa rất là rõ. Okay, in James chapter 2 verse 19. Which James, book of James. Trong sách Gia Cơ. 2 verse 19. Trong sách Gia Cơ đoạn số 2 câu số 19. Nói về điều này. Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng, và ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Amen. Amen. Okay, you believe there's one God. You believe. All right. You do well. Even the demons, even Satan believe, but they tremble. Và Kinh Thánh nói rằng là chúng ta tin có một Đức Chúa Trời thì chúng ta đang tin đúng đấy, và ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ trước mặt Đức Chúa Trời. So what it's trying to say is that, right, even Satan acknowledge the existence of God. Satan knows God exists. All right? Satan can identify with him. Và Satan biết rõ sự tồn tại của Chúa và biết được rõ được sự hiện diện của Ngài. But he cannot be united with God, as he trembles. Nhưng mà Satan không thể nào. Nhưng mà Satan không thể nào hiệp nhất với lại Chúa được, không thể nào kết hiệp với Chúa được, và nó run sợ trước sự hiện diện của Chúa. Alright, because he trembles, he fears God when Satan come into God's presence. Và vậy, chúng ta là Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Satan kinh sợ, run sợ trước sự hiện diện của Chúa và biết chắc là Chúa Ngài là đấng tồn tại. But here we are. Alright. We know God, we can identify with God, and God is saying that let us be united with him. Amen.
Và Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta thì không như vậy. Chúa nói với chúng ta đó, đó rằng là chúng ta được, chúng ta biết rõ sự tồn tại của Chúa, và chúng ta biết chắc là chúng ta được chôn vào trong sự chết, rồi chôn vào sự và đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài, và chúng ta được hiệp nhất với Ngài nữa. Praise the Lord. Vâng, cảm ơn Chúa. And let me tell this, right? We are safe not just because we are being set free from the bondage of sin, but the Bible says God give us a newness of life. Và chúng ta thấy rằng là khi chúng ta được hiệp nhất với lại Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được đắc thắng khỏi tội lỗi, đắc thắng. Okay, and so we not only be no longer be under the dominion of sin, but God will give us a new lease of life. Và chúng ta không còn ở trong sự cai trị của ma quỷ nữa, nhưng mà chúng ta được sống lại với Đấng Christ, và chúng ta được giải phóng khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Praise the Lord. Cảm Amen. In verse 4 it says, "No, Christ was raised from the dead by the glory of the Father. Even so, we also should walk in newness of life." Vâng, và cảm ơn Người, và bởi ân điển của Chúa chúng ta được hiệp nhất với Ngài, và chúng ta được đắc thắng khỏi mọi tội lỗi, và được kết hiệp với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Praise the Lord. Vâng, cảm ơn. So, people of God, no, even as we know the true meaning, và chúng ta phải biết chắc rồi về lẽ thật này, of being baptized in Christ Jesus, là được một lẽ thật là chúng ta được báp têm ở trong Đấng Christ Jesus. We should not continue in sin anymore. Hallelujah. Chúng ta không còn phải sống một đời sống tội lỗi nữa, và chúng ta không cần phải tập phạm tội nữa. Right, instead, right, we should walk in newness of life. We should love righteousness, right, and the things of God. Và chúng ta cần có một đời sống đắc thắng, một đời sống mới trong Ngài, và một đời sống công chính ở cho Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa. And so even as we receive the gift of forgiveness of our sin through faith in Christ, all right, we should not keep on sinning. Vâng, chúng ta đã được bởi ân điển của Chúa Giêsu, chúng ta đã được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Bởi vì thế, bởi ân điển của Chúa, chúng ta càng không nên sống một đời sống phạm tội nữa, mà chúng ta phải có một đời sống đắc thắng cho Ngài. Okay, when we place our trust in Christ's death, we receive his identity before God. Và ở trong Đấng Christ chúng ta có một chức danh mới, chúng ta có một vị thế mới. Okay, and so our union with Christ produces newness of life. Và chúng ta có một đời sống mới ở cho Ngài, và chúng ta làm trở thành một con người mới cho Ngài. In other words, right, the believer has died to his sin. We have died to our sin. Amen. Và một cách khác là chúng ta cần phải chết đi những tội lỗi của chúng ta, và chúng ta sống một đời sống cho Ngài. Okay, Christ's death for sin becomes our death to sin. Hallelujah. Amen. All right. So Christ died for us. Và mình đang biết đó. To pay the full penalty of sin. Và Đấng Christ đã chết chúng ta để mua chuộc chúng ta, để chúng ta được tha thứ, để chúng ta được thánh sạch. Today, all right, we can die to our sin. Thì hôm nay chúng ta cần phải chết đi những tội lỗi của mình, chết đi cái những ham muốn xác thịt của mình. And so being in Christ, that what saves you, nothing else, is because of Christ, we are being saved. À, không phải bởi vì điều khác chúng ta được cứu, hay là bởi những ân đức, hay là những việc làm chúng ta được cứu. It's nhưng not bởi what bởi đấng Christ mà chúng ta được cứu. It's not what you do, but what Christ did. Và không phải không không quan trọng là điều anh em đã làm những gì, nhưng mà nó phụ thuộc vào việc là đấng Christ đã làm gì cho chúng ta. Praise the Lord. Now, when you Chúa. Receive Christ, the Holy Spirit works within you. Hallelujah. Và khi mà chị em
khi anh chị em tiếp nhận Đấng Christ vào trong lòng của mình thì Đức Thánh Linh cũng ngự vào trong lòng của anh chị em. It's the conviction upon our soul that brought forth our conversion. Could you pardon? It's the Holy Spirit that works within us that brought forth the conviction in our life. Vâng bà ạ. Và Đức Thánh Linh đã làm công tác của Ngài là Ngài đã thuyết phục chúng ta, thuyết phục tấm lòng của chúng ta để chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong lòng của mình. Praise the Lord. All right. And so as we allow the Holy Spirit work within us, and it leads us even to conversion, not only conviction but also conversion. Vâng, và chúng ta để cho Đức Thánh Linh Ngài thúc Ngài bước vào trong đời sống của chúng ta, không chỉ là chúng ta để Đức Thánh Linh thuyết phục chúng ta thôi, nhưng mà chúng ta để Đức Thánh Linh dẫn dắt đời sống của chúng ta. Okay, in 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Vâng, trong sách Côrintô nhất đoạn sách chúng ta sẽ cùng nhau mở trong sách Côrintô nhất. Which chapter, Pastor? 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Chapter. Okay, verse 13. Sorry, could you pardon the chapter? Okay, 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Chapter 12. 12. 12. 12. 1-2. 12. 1-2. Đoạn số 12, câu số 13. Chapter 12. Verse 13. Okay. Vì chúng ta dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều chịu báp têm trong một thánh linh để trở thành một thân thể, tất cả đều được sống chung với một thánh linh. Amen. 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 For one spirit, we were all baptized. Hallelujah. Into one body. Vâng, và chúng ta đã được báp têm vào trong một thân thể. Okay, we are all being made into drinking to one spirit. Okay, to drink into chúng ta đã cùng uống chung một Đức Thánh Linh. Chúng ta đã cùng uống chung một Đức Thánh Linh. That's why it's the work of the Holy Spirit. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải bước đi theo Đức Thánh Linh. And so church, as we have died to our sin, all right, Christ has set us free. Trong Kinh Hội Thánh thì chúng ta một lần nữa chúng ta thấy rằng là chúng ta đã được chết về tội lỗi của chúng ta, và Đức Chúa Giêsu đã khiến chúng ta được tự do. Praise the Lord. Christ died to sin once for all, but the life that he lived to God. Và chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài đã chết một lần và đủ cả cho chúng ta, để chúng ta sống một đời sống cho Ngài. Đời sống của chúng ta không còn thuộc về chúng ta nữa, nhưng mà thuộc về Đấng Christ. Praise the Lord. Amen. So likewise, as Christ has died for our sins once and for all 2,000 years ago, all right? And then from now on, the life that we live, we should live to God as well. Vâng, và hơn 2000 năm trước thì Chúa Giêsu Ngài đã chết một lần và đủ cả cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúa Ngài không chết nhiều lần, nhưng mà Chúa chỉ chết một lần để tất cả chúng ta được tự do. Vậy nên bây giờ chúng ta phải sống, không phải sống cho chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta sống cho Ngài. Hallelujah. And so today reckon that you Hallelujah. Have died to your sin, all right, but alive to God in Christ Jesus. Vâng, và ngày hôm nay tôi muốn anh chị em hãy biết là tất cả chúng ta đã được chết ở trong tội lỗi, nhưng mà chúng ta cần phải được sống cho Ngài, và đời sống của chúng ta là một đời sống ở cho Chúa của chúng ta, cho Đấng Christ. And so once again, no, in verse Romans chapter 6 verse 15, all right, it repeats again. Trong sách Roma đoạn 6 câu số 15, chúng ta sẽ đọc cùng nhau, đọc lại của phần đoạn kinh thánh này. I say, what then shall we sin because we are not under law but under grace?
Certainly not. Okay, can vậy chúng ta có phải đang sống ở dưới luật pháp nhưng ở dưới văn điển nên chúng ta cứ phạm tội không? Chẳng hề như vậy. Just like verse 1, it says, shall we continue in sin? Vâng, vậy chúng ta thấy rằng là câu 1 thì nói, Paul đặt câu hỏi là chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi không? And so here Paul again emphasized, right? Grace does not... Một lần nữa, Paulo đã... Grace does not allow us to sin more, but grace liberates us from sin. Và một lần nữa Phaolô đã nhấn mạnh cho câu hỏi của ông, đó là ăn điển không đối với ăn điển chúng ta, nó ăn điển không khích lệ chúng ta cứ tiếp tục phạm tội, nhưng mà ăn điển đã giúp cho chúng ta giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, giải phóng chúng ta khỏi những dục vọng của xác thịt. It's impossible to live on sin, as the Bible says, as we receive His grace already. Amen. Và chúng thấy rằng là trong Thánh nói rõ rằng là khi mà chúng ta đang ăn điển thì chúng ta càng nên không, chúng ta không thể nào sống dưới tội lỗi được nữa, chúng ta không thể nào sống một đời sống theo dục vọng xác thịt này được nữa. Alright, so in other words, what does living in sin will lead us to? It will lead us to shame and death, right? Và hay nói một cách khác là nếu chúng ta sống trong ăn điển thì chúng ta phải chôn những cái dục vọng của xác thịt của chúng ta vào thập tự giá với Chúa Giêsu Christ và chúng ta sống một đời sống mới cho Ngài. But here God says He has given us His righteousness freely by God in Christ Jesus that lead us to become like Jesus. Và Kinh Thánh cũng nói rằng là Chúa Ngài đã ban chúng ta ăn điển để chúng ta sống một đời sống mới giống như Ngài và chúng ta noi gương theo Chúa Giêsu để có một đời sống mới như cách Ngài đã sống. Praise the Lord. Amen. When you Amen. Truly believe, all right, in His death, burial, and resurrection, all right, we died to sin. You should believe you have died to sin, and you should love to serve righteousness, not sin anymore. Vâng, và nếu chúng ta tin là chúng ta đã được chịu báp têm trong Chúa Giêsu Christ, là chúng ta đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài, thì chúng ta càng vì chúng ta tin chắc chắn một điều là chúng ta không thể nào sống mới một đời sống tội lỗi nữa, nhưng mà chúng ta phải có một đời sống đầy dẫy tình yêu thương. Because there's a lot of wrong teaching today that say, oh, we are living under grace. Oh, you can sin more. God will forgive you more. Chúng ta không thể nào vâng vào cái điều một lẽ thật sai, đó là nếu mà tôi phạm tội càng nhiều thì ăn điển trong cuộc đời sống của tôi càng lớn. Không, thưa quý vị, thì lẽ thật đó hoàn toàn không đúng với Kinh Thánh. Because Paul says, how shall we who died to sin live any longer in it? We died to sin and will we be able to live for it? Mà chúng ta đã chết với tội lỗi rồi, chúng ta không thể nào sống với tội lỗi được nữa. All right, you have died to sin through the baptism. But how can you live any longer in the sinful life? anh chị em đã được tội lỗi của anh chị em đã chết với lại sự báp têm trong Chúa Giêsu rồi, thì làm sao anh chị em có thể tiếp tục sống một đời sống phạm tội được nữa? Okay, in closing, just want to mention in John chapter 8 verse 35. Chúng ta sẽ cùng nhau ở trong xem trong sách Giăng đoạn số 4 chapter 4 verse chapter 8 đoạn số 8 câu số verse 36 which verse câu số 36 John chapter 8 verse 36 8 trong sách Giăng đoạn 8 câu số 36. Vậy nếu con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do. If the Son Amen. Makes you free, you shall be free indeed. Hallelujah. Và Kinh Thánh nói rõ rằng nếu mà con hay là Đức Chúa Giêsu đã giải phóng chúng ta rồi thì And chúng ta được tự do. In other words, you have been set free from sin and have become
the slave to God's righteousness. No longer slave to sin, but slave to his righteousness. Hay là nói một cách khác là chúng ta đã được giải phóng khỏi tội lỗi rồi, chúng ta không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa, nhưng mà hiện nay chúng ta là nô lệ cho sự công chính của Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Because Bible says for the law of the spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Và Kinh Thánh nói rằng là Chúa Giêsu Ngài đã giải phóng chúng ta khỏi luật của khỏi luật pháp này và khỏi sự cầm quyền của thế gian đời này. Jesus has done all for you. Chúa Giêsu Ngài đã giải phóng anh chị em. So believe that right, Christ will bring you into a newness of life where you love to serve him in righteousness, in truth, in his kingdom. Vâng ạ. Chúa Giêsu Ngài đã giải phóng anh chị em khỏi đời sống tội lỗi, thì để mà anh chị em sống một đời sống mới cho Ngài, một đời sống công chính và phục vụ Ngài trong tình yêu thương, phục vụ Ngài ở trong sự công chính của Ngài. Praise the Lord. Vâng, cảm ơn Chúa. So we are being united with Christ. Amen. In everything. Vâng, hỡi anh chị em, hãy hiệp nhất với Ngài, hãy kết hiệp với Chúa Giêsu của chúng ta. And let us raise to a new life. Vâng, và để chúng ta hãy có một đời sống mới cho Ngài. And that's according to God's ways, not the worldly ways anymore. Vâng, và chúng ta hãy có một đời sống mới cho Ngài bởi ân điển của Chúa Giêsu, và chúng ta không còn sống một đời sống đầy tội lỗi nữa, nhưng mà chúng ta có một đời sống mới, một tạo vật mới cho Ngài. And so today all of us were dead to sin and alive to God. We are alive to God. Hallelujah. Vâng, và chúng ta hãy sống cho Chúa. Sống cho Chúa của chúng ta. Amen. Amen. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa. Okay, let us close in prayer right now. Vâng, và xin mời Hội Thánh chúng ta cùng nhau cầu nguyện ạ. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you, Lord. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa vì sứ điệp của Chúa buổi tối ngày hôm nay. Lord, truly, Lord, Lord, as we are united with you in your death, burial, and resurrection, Lord, likewise, Lord. Vâng, cảm ơn Chúa là chúng con được hiệp nhất với Ngài ở trong sự chết, hiệp nhất với Ngài trong sự chôn và hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại của Ngài. Therefore, Lord, we should die to our sin once and for all, O Father, and you will give us a newness of life that will love to serve you in righteousness. Và chúng con đã chết những tội lỗi của chúng con. Chúng con đã được đồng chết những tội lỗi của chúng con với Ngài, thì giờ đây chúng con được đồng sống với Ngài. Chúng con sống một đời sống mới cho Ngài, chúng con sống cho Ngài và chúng con có một đời sống mới và phục vụ Ngài trong tình yêu thương và trong sự công chính của Ngài. Lord, for we know, Lord, that we have been saved by grace through faith in you, O Father. Và chúng con được cứu bởi ân điển và được cứu bởi đức tin chúng con đặt ở trong Ngài. And let us recognize, Lord, grace is not a license for us to sin. Vâng, và bởi ân điển đó chúng con càng không nên có một đời sống đầy tội lỗi nữa. But your grace will liberate us, will set us free from continuing in sinning. Nhưng mà ân điển của Ngài đã giải phóng chúng con khỏi một đời sống tội lỗi. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa. For your works at the cross that paid the full penalty of our sins. Cảm ơn Chúa vì những công tác của Ngài tại thập tự giá, Ngài đã mua chuộc và Ngài đã chuộc lấy những tội lỗi của chúng con và rửa sạch nó. And so we put to death and buried our sins, and we will be resurrected with a new life that is in you, O God. Và chúng con đã đồng chết, chúng con đồng chôn và giờ đây chúng con được đồng sống lại với Ngài trong sự công chính, đồng sống lại với Ngài trong ân điển của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. So we want to praise you tonight, O Father. Và Chúa ơi, giờ đây chúng con cầu nguyện. Lord, that the Holy Spirit will give us a new understanding about the topic tonight. Và xin Đức Thánh Linh Ngài là đấng Ngài hướng dẫn chúng con, Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con được thấy được những sự mặc khải của Ngài qua sứ điệp của tối ngày hôm nay.
In Jesus' name, you ask and pray. Và trong danh của Chúa Jesus Christ, chúng con cầu nguyện. Amen. Amen. Amen.